Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Vida Shop. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của Vida. Bữa nay quay trở lại là vụ đập hộp dòng Micro Sure Trung Quốc này, KMS9, một mẫu sure có dây và khá là ok, phục vụ anh em trong mùa Tết năm nay. Đây là mở hộp ra thì cái hộp nó thiết kế ngoài 47. Cái này là sure sure Trung Quốc nha, giá thành nó khoảng là 1,5 triệu một cái, chính hãng tới mười mấy triệu một cái cây này lắm. Nó là mã KMS9 màu vàng, thiết kế bằng sắt hay nhôm gì đó, được sơn mờ và cũng mít khá là ok. Cái này hát ra chất hát, tiếng hát nó ra khá ok đó. Còn ngoài ra phụ kiện nó là cái mic này nó không có dây nha, kèm theo nó không có dây nhưng mà nó có một cái chân đế để mình bắt vô một số cái chỗ nào đó mình muốn cố định lại cái chân đế với cái mic. Thế này thì bắt vô đâu đó trong nhà mình á, rồi cái chân đế này thì khi nào mình xài xong mình cắm nó vô giữ lại. Ok, và ngoài ra thì có thêm cái giỏ này nữa, giỏ nhỏ nhỏ xinh xinh trong cái bộ nó. Còn cái này thì nó không có dây theo bộ kèm theo, mình phải mua dây rời, hoặc nếu mua Vida Shop thì có khuyến mãi dây khá là ok đó. Đó, bỏ vào đem đi đâu đó. Có chữ Sure Beta. Sure Beta nhắc là Sure Trung Quốc. Ok, cái thiết bị nó đơn giản vậy thôi, cũng không có gì nhiều để nói, để chút gắn thử vô hát thử ha. Ok, thì khi mua phải mua thêm dây rời này riêng nữa. Thì gắn vô thì đơn giản lắm, cứ ba cái chấu này gắn vô ba cái chấu kia trong cái này, khớp nhau, nó kiểu cắt cái là được. Rồi đó là thành. Cái này giờ gắn vô âm ly. Thì để an toàn thì nhiều lúc mình phải gắn cái micro này vô âm ly trước mình mới mở lên, cho nó giảm một số cái tiếng lật xẹt khi mà gắn âm ly. Giờ mở âm ly vô test. Hello. Giờ đang đánh với âm ly E3D8000 với cặp loa Koda. Koda. Hello. Hello, 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 hello. Hello. Alo, 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 alo. Alo, alo. Alo, 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 1 2 3 4. Nó thì theo vụ đánh giá thì cái tiếng này, tiếng mic này nó ra khá là tốt. Tại một cái tai mic của nó mà mức giá nó khoảng 1,5 triệu, thì so ra với mấy cái loại mic không dây mà tầm 2 triệu mấy thì cái này nó còn mắc hơn, tại nó có dây. Mà một mic mà 1,5 triệu, tức là hai mic nó phải 3 triệu. Mà cái mic không dây nhiều cái vừa không dây mà nó mức giá nó khoảng 2,5 triệu thôi, mà cái này nó một có dây mà nó tới 1,5 triệu rồi. Có dây là nó thường lằng nhằng hơn không dây rồi, nên cái chất âm nó khác biệt ở đây là cái chất âm nó ra khá rất là hay. Nếu có dịp các bạn có thể ghé thử test trực tiếp để trải nghiệm nó dễ hơn. Còn cái này qua vũ test thì nó vẫn qua video rồi, cái chất tiếng nó các bạn vẫn nghe qua cái loa với là cái giọng nói của Vũ, nó vẫn chưa phải là cảm nhận trực tiếp. Thì các bạn có cơ hội thì cứ ghé các showroom của Vida để trải nghiệm thử ha. Rồi giờ làm thử một bài đi, nói chung hát trải nghiệm để anh em xem chơi. Sâu trong đáy mắt em nói gì, đôi mắt không là cao xa, không thật gần, nhưng chưa chan. Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em ấm lượt soi lối về. Khi anh vấp ngã, mắt em luôn dịu êm. Rồi Vũ với đánh giá xong cái mic này thì cơ bản là nó có ưu điểm là cái chất tiếng nó ra ok. Trong cái tầm giá mic có dây thì nó là tiếng hát rất là chất. Nếu cùng tầm giá so với mấy micro không dây thì nó tiếng hát nó ăn. Nhưng mà được cái nhược điểm là nó vẫn dây dợ rườm rà và nó không có kèm theo dây.
nếu mà bạn mua thì bạn phải mua thêm dây nữa, nhưng mà ở Vida thì có hỗ trợ thêm cái với dây. Nếu bạn quan tâm tới sản phẩm này thì có thể liên hệ các showroom của Vida để xem sản phẩm trực tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hết thời, hư hỏng liên tục, bạn rối tung rối mù, muốn hát nhưng không hết cả hứng. Vida, chuyên gia âm thanh karaoke, tư vấn tận tình, nghe âm thanh tận tai, giao hàng tận nơi, phối ghép chuẩn xác, lắp đặt nhanh chóng, gọn gàng đẹp mắt. Bài nào cũng có, không lo mất hứng. VDA, phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh của shop mình. Đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm thiết bị karaoke hay. Và có ai mua hàng, giới thiệu cho shop mình với. Số điện thoại liên hệ dưới tiêu đề video nhé.